Hôm nay đoàn Việt Travel chúng tôi đang khởi hành đi đi gì vậy ta? Việt Map rồi. À, Long An. Rồi. Sau bao nhiêu năm xa cách, muôn trùng cách trở, trùng trùng điệp điệp núi non thì giờ chúng tôi mới được đi Long An nè, đó. Quay cho quý vị coi cho vui nha. Đây lên 1000 like nhớ đưa tiền tôi nha ông nội. Em ơi, em cho anh phỏng vấn vài câu được không em? Làm nghề này cực không? Quá cực luôn anh. Được mà nhất nha. Là những lúc mà gặp khách mà như anh á là quá cực hả? Luôn á. Trời ơi mấy anh khách này kỳ ghê vậy. Mày lộn ơi, mày gật lại, gật lại. Rồi, đó thôi, dễ hả em? Rồi sao đó em rồi ấy rồi, nhưng mà cuộc sống em sao? Rồi, ngoài nghề này em ra còn làm nghề gì nữa không? Anh thấy em mặc quần đùi nè, có bán gì nữa không? Có. Bán gì vậy? Em quản lý Tân Thành anh. Em nói khu vực của em là Tân Thành. Bấm kèn đi em gái ơi. Trời ơi, xe đây bà con cô bác đi vậy. Hàng 5, hàng 6 mà trong cái hàng sòn anh đi hàng 3, hàng 4 là tấp vô rồi, ghê quá. Kìa. Rồi đất ơi. Cái này mình đi dạo là chính anh, còn mình ăn uống là phụ mà. Nhiều khi mình xuống mình nói chuyện vậy thôi chứ ăn uống đâu nhầm nhờ. Giao lộ phía trước bùng binh. Tất nhiên nhà em, cuộc sống em hồi đó anh nghe nói như em học trường Đại Bích không? Ở đâu? Học được mất em giỏi tiếng Anh lắm không? Đâu phải em. Anh nói vậy em trả lời được nha. How old are you? 18. Trả lời cho anh nghe coi. 18. Nè các bạn coi nè nha, tài xế Việt Nam mà nói được 3 thứ tiếng nha. Người ta ngại nhất á là cái câu đó mà anh cứ lúc nào anh cũng hỏi nói cái câu. Đi em. Không mệt. Cái gì thôi mệt quá. Phụ nữ thường hay giấu tuổi nói đi. Thì đó thì vấn đề nó giấu và đi bắt được cái lời. Sao vậy? Tiền lương là cái thứ hai nè. Dạ. Chồng con là cái thứ ba. Dạ. Dạ. Sao nãy mới nói anh uống 6 chai nước ngọt xong đó. Ủa chắc anh liên quan vậy? Sao không liên quan? Ê, em nhìn trước em đừng giỡn em. Trời đất ơi. Anh, em nói là ba cái đó là người ta không thích nói. Dạ. Yeah. Chứ đâu có liên quan gì đâu. Trời đất ơi, sinh viên rờ mít mà cũng nói tiếng Anh em. Nói cho bạn bè, coi bà con, cô bác em nghe cho vui. Em đâu phải là rờ mít. Anh nghe gì? Em đang học công nghiệp mà. Em nghe nói ít gì hồi xưa đó, chắc rờ mít đó. Anh nghe thôi, giang hồ nó đồn dữ. Anh với em tập trung lái xe nha. Mời em quay phía trước. Ha. Để em nhìn vô đây nữa. Để bấm kèn nha em gái. Bấm vô đi em. Ừ, chạy 50m bấm trước luôn đi. Thằng kia là muốn bắt đầu rồi đó, bấm kèn trước à. Trong thành phố tụi anh á mà thấy cái chiếc đó, mà thấy cái Suzuki Hino phía trước không á, em bấm kèn là anh đi, anh phải mở cái thùng xe đặt vô thùng tôi luôn. Chứ không mà ấy nó không có tránh ra đâu. Bên đây là biển đúng không? Bên đây nè. Anh thấy có cái đoàn ăn biển. Nên nói nếu mà cà phê ven biển thì dưới Vũng Tàu thôi, còn đây resort thì vô ấy khu du lịch à. Có một cái đường tắt đi qua Vũng Tàu. Ồ, các bạn thấy cảnh núi non hiểm trở thấy không? Giờ Long An người ta tiên tiến ghê không? Ta nói thời buổi bây giờ. Xe đi ông rồi nó rung lắm. Đi trên cái đó tính dụng cái gì nó cũng làm giả được đó, con núi nó cũng làm giả được nè thấy không? Cái này là núi thiệt 100% đó anh. Anh hành khách mà anh kỳ quá à. À các bạn biết đây là núi thiệt 100%. Mèo gì nó rung nhớ cao lên. Khổ quá, tao đi mày bắt mà khổ quá. Ủa mày bắt cái xe đó như nó bị khai tử rồi. Xe nó xịn lắm mà không biết sao nó không sản xuất. Em nhớ hồi xưa là nó chắc là từ ngày có Toyota Vios xuất hiện. Các bạn đang coi phiên bản Vios thấp nhất mà có số tự động nha, kỳ không? Này số tự động 77. Nhiệt độ trên xe đang là 36.5. Chúng tôi đang rất là nóng. Khổ ghê vậy đó. Anh chị thấy không? Cái số 2 đâu không phải số 2 đâu nha, đó là số 3 đó. Ủa em đạo Phật hả? Ừ. Anh cũng đạo Phật. Đạo thì cũng đạo là nó phải thường xuyên đi này nọ luôn. Mình có đi đâu đâu. Xong về số S đi. Thôi chạy đi. Chạy một số nó hư máy á. Em chạy đường xa được trường nó chạy xuống. Chị leo dốc phải để đó số thấp chứ. Thấy không? Mặc dù anh bán cái gì chiên mà em thấy rành ô tô ghê không? Thấy không? Mấy anh chị thấy không? Leo dốc mà vòng tua chỉ có 1000. Tốc độ có 30. Tôi mệt rồi nha. Cho xe thì vẫn bám cái mặt đường và nhường cho các xe khác qua chắc chắn rồi. Nè như ông nội này nè, nó ai dám giành đúng. Xe bự cái tổ bố. Xe luôn để số D.
sớm thì có hoa anh đào, giờ thì hết. Ê, nhưng mà giờ nó bò lên dốc quá, nó bắt đầu nó có nghe độ ồn nữa nha. Nghe cái khoang máy nó bọng lên đó. Mà em biết độ ồn là gì không? Độ ồn á, nó gọi là cái tiêu chuẩn mà nó đo ồn ở Việt Nam á nha, gần như là nó không có đâu. Tại vì theo được biết là như nè, mình đi mình cứ nghe cái âm thanh á, nó bọng lên là mình kêu ồn đúng không? Nhưng mà thật ra nó có một cái tiêu chuẩn đo độ ồn á, không biết Hải biết không? Nó gọi là cái structure borne noise á. Đây thì sao chị tên là bà vậy? Nói chung mà xe thường mà bình thường vậy đó. Đây đẹp quá vậy. Anh Minh một chai nước suối để đó với anh có đủ không anh Minh? Đủ không? Em biết nãy giờ lên xe không mình anh nói không á. Đây anh nói nghe nè. Sao em cứ để cho người ta qua mặt em hoài vậy? Em giận, em chở anh đi tham quan chứ không phải là em dẫn người ta đi đuôi. Em sợ quá à. Em nói là em uống được 6 chai mà mấy anh kia nó uống được có nửa chai rồi nó qua mặt em hết rồi kìa. Mày đâu cái bật emergency chạy giữa đường cho anh. Anh chỉ ông Hải, bữa em thấy ông đi xe ô tô mà đừng dựng xe giữa đường mà không bao giờ bị lỗi, em hiểu tại sao không? Thì dưới gầm xe để cái nó để cái thao biết làm gì bật emergency. Ê đó nè, đó như vậy là chuẩn nè, quá chuẩn luôn hay không? Tài xế này không bao giờ bị bắt rồi. Cái kiểu mà giống như quận nhất á, là biết sao không, là lấn chiếm vỉa hè đậu xe dọc đường á, nó lật cái bánh ra rồi, xe tôi đang bị hư mà sao cho tôi đậu, thấy không? Mốt mà xe em đậu ngoài đường á, dù nhất nhớ là anh Minh dặn, thấy không? Đậu xong mình xuống lấy cái thao anh lật cái bánh là ông Hải có đi ngang qua anh thấy xe tôi đang bị gì không mà sao không cho tôi đậu, đó lách luật cho anh. Ủa anh nói đúng mà thiệt cổ, em có nói gì đâu đó, như mấy xe này mà đậu vô mà bật cho anh chấp là bật đèn emergency luôn á, nhưng mà cũng lỗi à.